Vinh Hằng. Tôi nó biết tôi làm gì mà mấy người cứ đưa tôi ra mà đeo gươi. Ở tôi xấu, tôi không chơi. Nói mi mấy lần rồi, mi không được chơi với mấy con chó hàng xóm. Hắn là chó quê mà mi là chó cảnh, mi phải giữ những cái giá của mi chứ. Tao bởi nhìn nó không nghe, tao tắt chim đi nghe chưa. Tao này, tao có cái giá của tao gì, tao có chơi với ai không hồ. Quậy lại đi nói chuyện kiếm hồ. Đẹp ơi. Đi. Chó đẹp thật. Đó nè, hắn thấy mì hơn tao, mà tao đẹp hơn mì mà. Rồi nó chụp tao đi chụp mì ai? Đúng không? Tao đẹp không? Chụa tao nghe mà. Đúng không? Đúng không? Xấu đến mức con chó em chơi mà. Ào khen mi, ào chê tao. Tụi xấu lắm à. Tụi xấu đó à. Ngâm tường kí. Để vui giúp bỏ. Tao phải giúp gì hả tui? Ông chú đuôi. Chú bị tàu giúp ơ. Ơ mô, có thật đâu. Tàu mô, cần lôi ra lôi. Cần lọc ra lọc. Thật. Tụi cháu đi đâu mà đẹp được. Tôi không tin không. Không tin thì không phải đi. Cháu không được. Tôi không phải thì sao tôi lấy lại chết tiếp nè. Ờ. Đi mà. Vũ trụ xúc phạm. Đừng trẻ nè, ông công chí mà đi Vinh Hằng cả. Vô đấy này, có khí ó đấy. Đẹp như thiên thần luôn. Đó nè. Ừ. Cẩn thận nghe chưa.